Xin chào quý khán giả của ship.vn. Mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Fossil. Còn đây là các kênh thông tin liên lạc của ship. Đây là một mẫu đồng hồ của một bạn ở huyện Phú Quốc, ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ở nhà ship mua hộ. Đó thì kiện hàng này được chúng tôi mua từ quận Brooklyn thuộc thành phố New York, được ship tới kho của ship là nằm ở thành phố Rolling Rue thuộc tiểu bang California bằng dịch vụ là bưu điện Mỹ USPS. Đây là số check-in. Đó. Thì những cái thông tin này sẽ được thông báo liên tục qua email khi mà các bạn nhờ ship mua hộp để các bạn nắm được hành trình của mình nó đi tới đâu, các bạn đỡ phải sốt ruột. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện mở ra kiểm tra. Này đã được kiểm tra một lần tại Cali rồi, về Việt Nam chúng tôi sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Đó. Trước khi mà đóng gói lại, bàn giao cho hãng chuyển phát nhanh đã vận chuyển từ Phú Quốc. Bên trong nó có một cái thẻ của nhà cung cấp có tên là Yumasub. Các bạn chờ tí để chúng tôi đeo bao tay vào. Bên ngoài nó có được bao một cái lớp giấy dầu để nó bảo vệ cái chiếc bốc, nó tránh bị chất bụi bẩn rồi nó bám lên. Đó. Mặc dù đây là một cái chiếc bốc bằng thiết, tuy nhiên bên nhà cung cấp họ vẫn bao lại bằng giấy dầu. Đó. Đây là những cái bốc của Fossil. Nó bằng thép, không bằng kim loại cứng. Ở bên ngoài những cái chiếc bóc Fossil nó có rất là nhiều hoa văn, mỗi một chiếc bóc nó sẽ có một cái hoa văn khác nhau hoàn toàn. Đó, Fossil họ có một cái đặc điểm như vậy. Đó, các bạn dù cho đặt 10 chiếc đồng hồ cùng lúc thì về nó sẽ có 10 cái bóc có những cái hoa văn khác nhau, không thể nào mà nó có, rất là hiếm những trường hợp nào mà nó những có hoa văn nó trùng nhau. Đó. Đây là cái phía sau nó có cái thông số nè, ME3155. Bây giờ tôi sẽ mở nắp lên. Đó. Bên trong nó là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Fossil ME3155. Đó. Ở đây nó có một cái miếng thép để nó cố định chiếc đồng hồ bên trong hộp. Đây là một đồng hồ bằng dây da. Giới thiệu đôi nét về thương hiệu Fossil. Đây là một thương hiệu được thành lập vào năm 1984. Được thành lập bởi một cái người đàn ông có tên là Tom Kasotis. Thì ông này là một cái cựu sinh viên của đại học Texas A&M. Thì cái công ty này được thành lập mà nằm ở, có trụ sở nằm ở Richardson, Texas luôn. Đó. Thì cái ông là cựu sinh viên cái trường đại học của ông, học là ở Dallas. Đó. Cái thương hiệu này thì họ cung cấp những sản phẩm chủ yếu, thì những sản phẩm chủ lực đó là những chiếc đồng hồ thời trang với cái thiết kế bên ngoài có phong cách retro, tức là có những cái phong cách cổ điển và hoài cổ. Retro nó là những cái phong cách cổ điển và hoài cổ. Các bạn nhìn chiếc đồng hồ này trên tay chúng ta thấy nó cũng có một chút gì đó nét retro, tức là những chiếc đồng hồ có phong cách cổ điển thì nó có thiết kế rất là đơn giản. Các bạn thấy nó chỉ có những cọc số kim, nó rất là tối giản, nó không có nhiều cái những cái điểm phức tạp và là những cái góc cạnh đó. Nó có gọi là phong cách classic đó. Bây giờ ở đây là chúng ta đồng hồ chúng ta là bằng dây da trên mặt số đây. Mặt số của mẫu đồng hồ này thì nó được thiết kế là bao gồm có những cái vạch chia là những cái vạch thẳng nghiêng ở góc 6 3 6 9, thì nó là được thiết kế dạng hai vạch. Đó, nó có hai vạch, cái vạch nó to hơn những cái góc còn lại, đặc biệt ở góc 12 giờ đó là cái kiểu số là mã là số 12 nè. Về đường kính thì mẫu này có đường kính là lên tới 48mm từ trái sang phải, không tính nấm, rất là to. Mẫu đồng hồ này yêu cầu những bạn nào phải có cổ tay rất là to, ít nhất là phải 18cm mới đeo được. Thường thường 18 là sẽ đeo size 42, ở đây lên tới 48 luôn. Vì vậy các bạn phải có chu vi cổ tay ít nhất là 18 chúng ta đeo mới được. Đó. Tốt nhất là mẫu này cổ tay chúng ta phải làm 19 đến 20. Những bạn nào có cổ tay tròn mập đeo nó sẽ rất là đẹp, rất là phù hợp. Ở đây là nó có mấy cây kim đây, kim giờ và kim phút. Đó, cái kim giờ và phút nó đang trùng nhau nên chúng ta thấy cái kim phút nó che mất cái kim giờ rồi, kim giờ nó bị ló một chút thôi. Ở đây là cái kim dây thì nó được tách ra hoạt động riêng ở góc 6 giờ, hay còn được gọi là kim rốn, tại nó ở vị trí giống như cái rốn của chúng ta. Đó. Cái điểm nổi bật nhất của mẫu đồng hồ này đó là thiết kế skeleton, tức là nó lộ luôn nguyên cái cổ máy bên trong ra. Các bạn thấy những chiếc Fossil thì nó luôn luôn có những cái điểm nhận diện đặc biệt, nó hay thiết kế lộ như thế này. Đó. Các bạn thấy đây là cái cuộn lò xo chính nè, có tên tiếng Anh là mainstream. Đây là nguyên lý hoạt động của chúng ta. Khi mà cái
mặt sau nó có một cái rotor này, bánh đà lắc qua lắc lại. Khi bánh đà nó lắc qua lắc lại thì nó sẽ truyền chuyển động vô hàng loạt cái bánh răng, sau cái bánh răng nó sẽ xoắn cái cuộn lật xoay chính này lại đó. Khi cái cuộn lật xoay chính này nó bị xoắn lại thì nó sẽ bắt đầu nó nhả lực ra, bắt đầu nó chuyển động ngược lại hàng loạt cái bánh răng, bắt đầu nó truyền chuyển động vô cái ba lăng view này đó. Nó sẽ nhả chuyển động ra ở đây, cái bánh xe cân bằng này nó sẽ lắc qua lắc lại, bắt đầu nó sẽ tạo cho cái kim dây của chúng ta nó nhịp 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 tại kim dây nhỏ này. Cái kim dây của chúng ta nó sẽ hoạt động với tần số là 6 nhịp một giây, tức là một giây nè, cái chỗ này nó sẽ lắc qua lắc lại 6 lần để nó gõ vô cái kim dây, để cho kim dây nó nhích. Bây giờ chúng tôi sẽ lên code cho các bạn xem. Các bạn giữ nguyên nấm chỉnh và vặn xuôi chiều kim đồng hồ nếu mà nhìn theo hướng này. Đó. Các bạn sẽ thấy cái cuộn lò xo chính nó sẽ xoắn lại nè. Đó. Các bạn thấy không? Nó đang xoắn lại đó. Đó, những cái cuộn lò xo bên ngoài bắt đầu nó tiến về phía trung tâm, tức là nó xoắn sát lại. Các bạn xoắn càng mạnh, càng càng nhiều thì nó sẽ tiến về trung tâm, mà nó sẽ mấy cái vòng lò xo bên ngoài nó sẽ tiến sát về trung tâm. Đó, nó sẽ xoắn lại. Đó, các bạn thấy không? Thường thường theo các hãng sản xuất đồng hồ cơ khí họ khuyến nghị á, trước khi chúng ta mà đeo á, nếu mà chúng ta để đồng hồ đứng hoàn toàn trước khi đeo thì chúng ta nên vặn khoảng 20 vòng. Là nó sẽ chạy liên tục được khoảng 20 tiếng. Đó, sau đó chúng ta đeo lên cổ tay á, thì có chuyển động tự nhiên của cổ tay nó sẽ làm cho cái rotor này nó lắc. Rotor này lúc nào nó cũng hướng theo chiều dòng lực trái đất hết chứ. Cổ tay chúng ta chuyển động thì nó sẽ lắc lắc nó sẽ xoắn cái cuộn lò xo lại, nó sẽ xoắn ở mức nhẹ thôi. Còn chúng ta xoắn bằng nấm chỉnh này thì chúng ta xoắn bằng bằng tay rồi, nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Còn cái rotor kia nó xoắn rất là nhẹ, nhưng nó xoắn đều đặn trong cả ngày, tại vì cổ tay chúng ta hoạt động rất là nhiều, nó sẽ xoắn từng chút trong một ngày, mà nó tổng hợp lại cũng cũng ra một phần đáng kể. Đó, khi mà ở đây xoắn nè, thì cái ở đây nó có những cái bánh răng này nó xoay nè. Đó. Cái bánh răng ở trên nó xoay, bánh răng ở dưới nó lại xoay, à, nó xoay nó chuyển động qua hàng loạt các bánh răng. Sau đó nó xoắn cái cuộn lò xo chính ở đây lại. Đó. Bây giờ chúng ta đã xoắn hơn 20 vòng rồi, được rồi. Khi mà chúng ta đã xoắn mà cảm thấy nó cứng rồi á, khi mà nó gần full code thì nó sẽ hơi nặng tay. Khi mà các bạn thấy nó nặng tay, các bạn nên dừng lại, đừng có cố gắng vặn nữa. Đó, theo các khuyến nghị của các hãng sản xuất đồng hồ cơ khí, chúng ta vặn nữa nó sẽ xảy ra những cái lỗi không mong muốn. Đó, người ta khuyến nghị nên cảm thấy nặng rồi thì chúng ta sẽ dừng lại. Còn mà về thiết kế cái bên hông khung vỏ này thì nó được đánh bóng. Đó, ở đây là đánh bóng, một phần đánh bóng và một phần nó không có đánh pha xước, nhưng mà ở đây là đánh pha xước nè, cái lớp được đánh pha xước. Cái vành benzen trên đây cũng được đánh bóng là nó kết hợp. Nhưng cái đường chỉ nhỏ ở dưới cái ở đây là nó không có đánh bóng, nó là một cái đường trơn. Nấm chỉnh thì ở ngoài nè, mặt ngoài nấm chỉnh nó sẽ khắc một cái logo của Fossil. Đó là nó là một cái hình tứ giác mà nó không, nó hơi xéo một chút, giống như một viên đá vậy. Về sừng dây, dây đây là dây màu nâu, đường chỉ mai cũng màu nâu luôn. Đây là cái khóa của Fossil, đầu khóa gài, cái khóa nó khóa gài. Cái khóa nó ở phần trên khóa này thì nó được đánh pha xước nhẹ một chút. Đó, chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy ở đây nó khắc chìm một cái tên thương hiệu Fossil luôn để tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Đây là những thông tin thẻ tag bao gồm mã sản phẩm và giá niêm yết là 249 đô, nó ghi rõ những cái thông số này. China Movement là cái máy là được sản xuất tại China luôn, cháp cũng tại China. Tức là về thư Fossil này nè, họ chỉ đầu tư sản xuất về mặt thiết kế thôi, sau đó họ sẽ đặt hàng, sau đó họ sẽ đi tiến hành sản xuất tại những cái nhà máy do Fossil họ ủy quyền tại China. Về được thiết kế là được thiết kế bởi những tập đoàn Fossil tại Mỹ, còn việc sản xuất là sản xuất tại China, giống như iPhone cũng vậy, được thiết kế là bởi Apple tại California, còn được lắp ráp là tại China, để nó họ tận dụng những cái chi phí nhân công giá rẻ tại China. Mặt sau cái sợi dây này nó là một cái lớp hút ẩm. Đó, cái lớp này chúng ta gờ nó sẽ hút, nó hút ẩm rất là tốt, nó sẽ giúp cho đồng hồ nó không có bị trơn trượt trên cổ tay. Khi mà các bạn cổ tay mà ra mồ hôi á, nếu mà không có lớp hút ẩm này thì cái đồng hồ nó sẽ trơn trượt, trượt tới trượt lui, nó sẽ gây ra cảm giác rất là khó chịu, nó không có bám vào da. Còn cái lớp hút ẩm này nó sẽ giúp cái nó bám vào da chúng ta hơn, nó sẽ không có cảm giác trơn trượt khó chịu. Mặt sau dây nó là đường chỉ mai nó màu kem, tông thì tông với cái lớp hút ẩm này luôn. Mặt trước cái đường chỉ mai nó là màu màu nâu cà phê. Đó. Đây là những thẻ nhỏ nè. Leader, stupider, so we khi nè, nó ghi thông số. Khi
khi mà cái sợi dây da này khi mà chúng ta đưa vào nước thì chúng ta nên khuyến nghị là họ không nên đưa sợi dây da vào nước, không nên mang cái đồng hồ này ở trong nước. Khi mà chúng ta đưa đồng nước thì chúng ta nên tháo cái đồng hồ ra. Cái mặt sau của chiếc đồng hồ này, để chúng ta gỡ cái này ra để chúng ta review cái mặt sau luôn, sẵn tiện để review luôn. Cái khóa gài này nó mở sẽ hơi khó hơn cái khóa bướm một chút. Đây, còn đây là phần mặt sau. Mặt sau của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên nó ở trên nó là cái thông số chống nước 5 ATM. Thì theo tiêu chuẩn ISO 2281 trong ngành đồng hồ chúng ta có thể đem đi bơi và đi lặn được, tuy nhiên là ở vùng nước nông thôi, không được lặn sâu. On stainless steel, đa số là thép không gỉ 316L. Được sử dụng rất là phổ biến trong ngành đồng hồ. Đây là tên thương hiệu Fossil, còn đây là cái mã máy nè, 13155. Đây là cái serial number 111911. Mỗi một chiếc đồng hồ nó sẽ có một cái serial number riêng của nó. Ở đây là dòng số dự trữ là automatic, là con máy cơ khí có hỗ trợ link code tự động. Đó. Cái cơ chế link code tự động là do cái rotor này nè. Trên rotor này có ghi thông số là 20 chevel, là 20 chân kính. Chân kính là những cái viên đá ruby màu tím tím này nè. Đó. Những cái trục mà nó nối lại. Fossil China, nó ghi rõ thông số sản xuất luôn. Tên thương hiệu Fossil là sản xuất tại China. Đây là cái bánh rotor được đánh những cái đường vân đó, những miếng thép bên trong cũng được đánh vân. Thường thường những chiếc đồng hồ mà cao cấp á, người ta mới đánh vân ngay cả những cái bộ phận bên trong. Tuy nhiên ở đây là một đồng hồ chúng ta có giá rất là bình dân, tuy nhiên vẫn được đánh những cái đường vân trên những cái mặt thép bên trong đó. Về chất liệu thép thì chúng ta thấy nó không không có cao cấp bằng những mẫu đồng hồ khác, tuy nhiên về cái việc chế tác thì họ chế tác rất là đẹp. Những miếng thép mà nhìn những miếng thép bên thương hiệu đồng hồ Tissot chúng ta thấy cái miếng thép nó họ cứng cáp hơn nhiều. Tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì ở mẫu đồng hồ này chúng tôi đánh giá nó được chế tác đẹp hơn. Đó là tất cả những cái góc review về mẫu đồng hồ này. Mặt sau dây nó có tên hiệu Fossil nè. Để cho các bạn nào đã quan tâm thì các bạn có được những góc nhìn rất là chi tiết và những cái thông tin chia sẻ về size đó. Đặc biệt là về size, các bạn đặt mua online thì các bạn phải quan tâm tới size. Mẫu này ít nhất cổ tay các bạn phải 18 cm các bạn mới nên đặt cái mẫu đồng hồ này, còn nếu mà nhỏ hơn thì chúng ta nên bỏ qua mẫu đồng hồ này. Ở phần mô tả của video này chúng tôi sẽ cập nhật một cái đường dẫn, các bạn có thể bấm vào đường dẫn đó để xem lại giá và thông số. Các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website bằng cách bấm vào nút đặt mua ngay và điền địa chỉ ngân hàng theo hướng dẫn của website. Sau đó cái tiến độ mà vận chuyển hàng nó sẽ báo liên tục qua email để cho các bạn nắm được cái hành trình chuyển hàng đấy đi đâu và hướng dẫn thanh toán. Trên trên từng sản phẩm Fossil trên website chúng tôi còn có những cái bài viết về thương hiệu Fossil đó, các bạn có thể đọc thêm để tìm hiểu về thương hiệu Fossil này, họ có những cái gì hay đáng để chúng ta để sưu tập hay không đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.